Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cập nhật từ báo Dân Trí, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức liên quan. Các bị can bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kết luận, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng SCB chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma, thuê nhiều cá nhân, cấu kết với các cá nhân đang đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm, thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ ngân hàng SCB, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu để che giấu sai phạm, mua chuộc, tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ. Từ đó, bà Lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau đã thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Trong đó, cơ quan tố tụng xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Theo kết luận điều tra liên quan đến việc SCB cấp tín dụng cho các khách hàng, Trương Mỹ Lan sẽ trao đổi chỉ đạo các tổng giám đốc, phó tổng giám đốc qua các thời kỳ như Nguyễn Thị Thu Sương, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung. Đối với chủ tịch hội đồng quản trị nhà băng này các thời kỳ như Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng được giao công việc liên quan nhân sự, tổ chức của ngân hàng. Nhóm lãnh đạo SCB các thời kỳ sẽ làm việc theo một quy trình bất thành văn. Khi gặp khó khăn về tiền để trả cho các khoản vay trước sẽ thông báo cho Trương Mỹ Lan biết để xử lý. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát sẽ đi gặp bạn bè để mượn tài sản hoặc dự án, dùng tài sản thế chấp đảm bảo đưa vào SCB vay tiền, ra xử lý các khoản vay trước. Tuy nhiên, các tài sản này thường không đủ giá trị để đảm bảo cho số tiền vay, nhưng được phù phép thông qua thẩm định giá nâng khống giá trị. Những việc làm này sau khi báo cáo với Trương Mỹ Lan, lãnh đạo SCB các thời kỳ sẽ chủ động phân công cán bộ, nhân viên ngân hàng và những người liên quan thực hiện kết luận nêu. Mỗi khi cần tiền, bà Lan sẽ yêu cầu nhóm lãnh đạo SCB tập trung tại tòa nhà Times Square để họp ra các phương án lập khống hồ sơ vay tiền, chứ không phải tại trụ sở ngân hàng. Các bị can này khai, biết các khoản vay của bà Lan là trái pháp luật nhưng vẫn làm theo chỉ đạo phân công nhau thực hiện từng nhiệm vụ, đưa tài sản nào vào thế chấp, thời gian giải ngân để đáp ứng nguồn tiền mỗi khi chủ tịch Vạn Thịnh Phát cần. Bùi Anh Dũng khai, trong thời gian làm chủ tịch SCB, các khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều được cấp dưới là Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung báo cáo lại. Các khoản vay này đều có ký hiệu nhận biết riêng là HSTT, tức hội sở tiếp thị, để SCB phê duyệt cho vay, bỏ qua quy trình vay thông thường. Các khoản vay này đều có điểm chung là chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền từ SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, chứ không thực hiện thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn, kết luận nêu. Trong thời gian làm chủ tịch, ông Dũng đã ký hàng trăm biên bản, nghị quyết, đồng ý cho 143 khách hàng vay 207 khoản tại SCB, có dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 203.000 tỷ đồng. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bản kết luận điều tra vừa được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành cho thấy Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ gì tại ngân hàng SCB nhưng lại là người có quyền lực tuyệt đối, dựng lên kịch bản tinh vi, thao túng lũng đoạn, chi phối toàn bộ nhà băng này. Toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB bị bà Lan thao túng lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân
rồi cho vào hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn lên đến hơn 304.000 tỷ đồng. Sai phạm khủng của bà Lan trong suốt thời gian dài dễ dàng qua mặt các cơ quan kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng, được những người nào giúp sức tiếp tay. Với tham vọng lập ra một ngân hàng và đứng sau thao túng chi phối điều hành, huy động tiền gửi nhằm mục đích có nguồn tiền cung cấp cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Từ trước năm 2011, bà Lan đã rải người gom mua 80-98% cổ phần của ba ngân hàng. Tháng 1 năm 2012, ba nhà băng này được hợp nhất thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, vốn điều lệ ban đầu hơn 10.000 tỷ. SCB có một hội sở, 50 chi nhánh và 184 phòng giao dịch trên cả nước. Nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan cũng bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng. Các vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, lãnh đạo SCB nhiều thời kỳ đều do bà Lan tuyển chọn, sắp xếp từ các đàn em thân tín tại Vạn Thịnh Phát hoặc công tác lâu năm tại ngân hàng. Họ làm theo chỉ đạo của bà Lan và được trả lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Theo kết luận, Trương Mỹ Lan cho Tạ Chiêu Trung làm tổng giám đốc công ty Việt Vĩnh Phú là đơn vị nắm giữ 12,828% cổ phần SCB, đồng thời được ngồi ghế thành viên hội đồng quản trị ngân hàng này. Ông Trung được chủ tịch Vạn Thịnh Phát giao nhiệm vụ quản lý điều hành việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông, đảm bảo đúng tỷ lệ phần trăm ngân hàng nhà nước quy định. Bà Trương Mỹ Lan cũng bố trí những người thân tín như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành cùng đang bỏ trốn, bị truy nã, Bùi Anh Dũng làm chủ tịch SCB qua các thời kỳ. Theo C03, riêng Bùi Anh Dũng được bà Lan sử dụng vì có quá trình nhiều năm làm việc tại SCB, trải qua nhiều vị trí và hiền lành, không quậy phá, được lòng người, trích kết luận điều tra. Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB, được cho là cánh tay đắc lực của bà Lan khi làm theo các chỉ đạo liên quan cấp tín dụng, giải ngân và được tin tưởng giao mang hơn 5 triệu USD đi hối lộ trưởng đoàn thanh tra. Ông Văn có quá trình gắn bó với SCB nhiều năm, trải qua nhiều vị trí và dần trở thành thân tín của chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Một vị trí chủ chốt khác là phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB Trầm Thích Tồn, cũng từng là lãnh đạo của nhiều công ty con trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tương tự, nhiều vị trí lãnh đạo khác tại SCB qua các thời kỳ đều do bà Lan lựa chọn sắp xếp từ những người thân tín. Cánh tay đắc lực của chủ tịch Vạn Thịnh Phát là Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc SCB, khai biết bà Lan là chủ thực sự của nhà băng này nên làm theo mọi chỉ đạo để giải ngân các khoản vay mỗi khi được yêu cầu, dù biết không đúng quy định. Ông Văn khai các khoản cho vay đối với các khách hàng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan chiếm tỷ trọng phần lớn số tiền mà SCB cho vay. Mỗi khi cần tiền sử dụng, nữ chủ tịch sẽ gọi cho Văn, từ đó cánh tay đắc lực triển khai các phương án để giải ngân khoản vay, ghi nhận thông tin từ báo Tuổi Trẻ. Tổng giám đốc SCB biết số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát sẽ được rút ra để bà Lan sử dụng vào các mục đích trả nợ cũ, trả nợ các ngân hàng khác, đầu tư dự án hoặc chi tiêu các việc không đúng với phương án vay vốn. Võ Tấn Hoàng Văn đã ký hàng ngàn tờ trình, biên bản liên quan đến việc phê duyệt cho 402 khách hàng thuộc Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan vay 638 khoản tại SCB. Tổng dư nợ cả gốc lãi là hơn 405.000 tỷ đồng. Các khoản vay này cũng được thực hiện theo quy trình chung là ký khống thủ tục, hợp thức hồ sơ, bỏ qua các bước thẩm định khách hàng, tài sản đảm bảo theo quy định. Tương tự các bị can là lãnh đạo SCB cũng thực hiện theo quy trình trên để giải ngân với đa phần các khoản vay của Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, SCB đã cho vay, giải ngân cho 1.366 khách hàng, trong đó liên quan trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm vay 2.500 khoản, với tổng số tiền là 1.066.608 tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, các khoản vay tại SCB còn dư nợ hơn 677.000 tỷ, đều thuộc nhóm không có khả năng thu hồi. Trong đó, dư nợ gốc các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan chiếm đến 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23.000 khoản vay còn dư nợ tại SCB. Trong đó, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của ngân hàng SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng với hành vi vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. C03 quy kết, nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng.
Theo kết luận, trong thời gian xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015-2019, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng triển khai 3 đoàn thanh tra. Trong đó, đoàn thanh tra liên ngành năm 2017-2018 có phạm vi nội dung thanh tra toàn diện SCB, báo Tuổi Trẻ thông tin. Kết quả thanh tra là cơ sở đánh giá đúng tình hình, thực trạng tín dụng, nợ xấu của nhà băng này, cũng như tình trạng sở hữu cổ phần, kiểm soát điều hành ngân hàng của bà Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ đó là cơ sở để chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có các giải pháp, biện pháp xử lý phù hợp đối với ngân hàng SCB. Tuy nhiên, quá trình thanh tra, các cá nhân là lãnh đạo, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, trưởng đoàn, phó đoàn và các thành viên đã có nhiều sai phạm, vi phạm nghiêm trọng, nhận tiền, quà, lợi ích vật chất để bao che, bưng bít thực trạng của SCB, kết luận nêu. Do bị mua chuộc nên đoàn thanh tra đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước, nên cơ quan này không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm, C03 cáo buộc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!